Em bảo diameter. Wow. Đây là diameter. Diameter. Ai nói gì? Để tóc tông của chị ạ. Có nước mắt đâu mà. Có nước mắt. Hấp như vậy ạ. Bây giờ tập hát xíu. Anh Hương. Anh Hương. Cảm ơn mọi người, mình là Long Mắt Study. Và cũng sẽ đảm nhận vai trò con tốt trong nhà. Rồi chồng rồi. Quay trong du điểm. Tôi chính là Quang Hùng Mắt Study. Dạ quá trời. Yeah. Ủa nãy giờ chị tập chưa? Ồ, như là... khó quá. Khó hả? Rất xa. Rất xa. Rất xa, không phải rất xa. Rất xa. Rất xa. Rất xa. Rất xa. Rất xa. Không phải rất xa nha. Rất xa. Rất xa. Rất xa. Chị ơi, chị có thấy cao không? Con có thấy cao không? Thấy cao quá, nó bị cao không? Hơi hơi đúng không? Bây giờ tụi em sẽ giảm nửa tông xuống để chị hát nha. Có nỗi nhớ nào, có nỗi nhớ nào sâu không khôi nguôi 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 nguôi. Có nỗi nhớ nào sâu không nguôi, có nỗi nhớ nào sâu không nguôi. Dạ đúng rồi. Màu 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 màu. Rồi trai một lần nữa nhé, để em giữ lại. Thế gian này là những sóng gió, không đừng lo, em ở nơi đây và luôn cho ai, cho ai. Em nghĩ câu đấy rồi. Thế gian này những sóng gió, không đừng lo em ở. Có nghĩa là chị ấy hơi nghe cái lúc mà thế gian này lắm những sóng gió, không đừng lo. Lấy hơi ngắn chưa nào? Ok, rồi. Xong rồi. Nói chung là phát âm như này em thấy ok. Ok hả? Nó còn vài chữ nó hơi gọi là nó hơi cảm giác là người nước ngoài hát tiếng Việt, nhưng mà theo em đánh giá thì có những chữ ok rồi. Người ta cũng nghe được.